Hello, xin chào mọi người. Xin chào mừng mọi người đến với kênh của Khang Luxury. Thì hôm nay mọi người hãy cùng Khang khám phá bên trong chiếc hộp XOR 4G Ebony đầu tiên tại Sài Gòn. Vừa cập bến bên Khang sẽ có những gì nha. Rồi, trước tiên thì mình sẽ xem bên ngoài chiếc hộp. Thì nó vẫn như những chiếc hộp 3G khác, là nó sẽ có cái phiên bản của mình đây nè, 4G Ebony, tên công ty và nhà sản xuất là Made in UK. Tiếp theo là mình sẽ mở hộp ra. Theo mình thấy thì chiếc hộp vẫn là giống như 3G, là một hộp sơn mài rất là đẹp và tinh tế. Nhìn chiếc hộp thôi là thấy bắt mắt rồi. Rồi, tiếp theo vẫn không khác chiếc hộp 3G hết. Hai bên logo mở là vẫn có cái nút bấm. Rồi, mình sẽ nhấc nhẹ ra, nó sẽ ra. Ồ. Đây nha, đây là chiếc 4G Ebony nha. Và chiếc hộp 4G này nó sẽ khác với 3G là không có cần phải ấn để lấy, mà ở bên trên nó sẽ có cái độ lõm xuống. Mình chỉ cần lấy nhẹ lên là được. Rất là đơn giản và tinh tế luôn. Siêu đẹp cả nhà. Và chiếc Ebony này á thì đằng sau của nó là lớp da bê Pháp rất là mềm và mịn. Ngoại hình thì nói là chung là đẹp xuất sắc rồi, không còn gì phải bàn cãi. Rồi, tạm thời cho em này qua một bên nha, để mình xem bên trong chiếc hộp trước. Rồi, tiếp theo là mình thấy chiếc hộp này khác với hộp 3G là sách nó nằm bên trên. Sách nằm bên trên nha. Còn bên trong cái này thì nó sẽ có cái khay SIM, cái sách và cái mã pin code. Mã pin code này là vì làm máy nêu cho nên là mình chưa có active. Đó, rất là đẹp và nhỏ gọn. Đây là cái khăn lau điện thoại nha. Cái khăn thôi cũng làm rất là công phu luôn nè. Rồi, trong chiếc túi nhung này sẽ có những gì thì mình cùng mở ra nhé. Là chiếc dây sạc, cái cáp sạc của nó đây à. Rồi, quay lại với chiếc điện thoại thì em Ebony này có gì đặc biệt là tất cả là bằng màu đen hết, toàn là những chất liệu quý không thôi ạ. Gốm ceramic sapphire à. Titanium nha. Và giá của em này là chưa đến 140 triệu. Bên Khang nhập chính ngạch luôn nha. Bảo hành 2 năm chính hãng. Bên Khang có những phiên bản hot nhất hiện nay như là Ebony này, Titanium Classic và bản vàng khối. Thì ai yêu thích dòng này thì cứ liên hệ cho bên Khang qua hotline 0942222092 và 0944003355. Nếu mọi người thấy video này hay thì cho Khang một like và một subscribe để Khang có động lực để làm video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn mọi người.